đi lên nào anh em ơi. Hết dịch xong kiểu sách ba lô và đi. Mình không biết mình đam mê cái gì ấy, thì mình chẳng khác gì một con robot. Mình không có một gia đình để về thì mình cũng lại chẳng khác một con robot sản xuất ở trong xưởng ra hết giờ trong kho. Chào anh em.